Trông hờ tệ bạc khóc tù tù báo án và hành trình vạch mặt kẻ bất lương, đoạt mạng vợ hở. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử Từ tù giang hồ người nổi tiếng. Đó là một gã đàn ông cạn tình cạn nghĩa, dù không cho nhau một danh phận, dù chỉ là sống chung với nhau như vợ chồng, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình cảm. Thế nhưng gã đàn ông lại không ngại vừa đánh trống vừa la làng. Gã không chỉ xuống tay tàn độc với người phụ nữ, mà còn mồm loa mép dài giả vờ khóc thương đi báo án. Bạt đũa còn có lúc xô nhau, huống gì những người chung sống với nhau cả đời sao tránh được những lúc cự cãi. Tuy nhiên những người dân sống chung quanh cũng đã quá quen với cảnh gia đình dăm bữa nửa tháng lại khơi chuyện cự cãi vài lần. Nhưng chẳng ai nghĩ đến, lần này án mạng lại xảy ra. Vành mặt trồng hờ bất lượng Vào một trưa tháng 2 năm 2023, tại một ngôi nhà nhỏ thuộc xã Hàm Hiệp, đang tổ chức đám rỗ, con cháu nháo nhác chuẩn bị cỗ. Thế nhưng chẳng ai ngờ được đó cũng là ngày rỗ của người con dâu hở. Xong đám ai về nhà nấy, chẳng ai biết được mớ hỗn độn phía sau. Những lời nói qua lại như tát nước vào tai. Những sự ghen tuông dồn nén bấy lâu nay, giờ đây gã chồng hờ đã quyết định giải quyết hết tất cả. Gã không ngần ngại mà nửa đêm canh ba xuống tay sát hại người được xem là đầu ấp tay gối với mình. Không dừng lại ở đó, tên sát nhân còn vừa đánh trống vừa la làng. Gã gây án xong nhưng lại xem trước có chuyện gì xảy ra, gã vẫn thản nhiên đi ngủ và đến cơ quan công an báo án. Khi biết được hung thủ cả xã hôm ấy từ làng quê yên tĩnh bỗng trở nên xôn xao đồn thổi. Nạn nhân trong vụ án mạng có lý lịch cụ thể tên thật Lê Thị Thu Liễu sinh năm 1983, quê quán ngộ xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Chị Liễu đã lỡ một lần đò, lần hai này chị chọn đi theo thuật. Chị và gã vì tình cảm mà đến với nhau chẳng phải cao sang gì, hai người ở với nhau trong một căn nhà cấp 4 ở xã Hàm Hiệp. Từ năm 2018 chị đã theo về và ở cùng với gã thuật. Thế nhưng lại chẳng có lấy một danh phận, hai người cứ thế sống với nhau. Công to việc lớn gì cũng là một tay người phụ nữ này lo, bởi người đàn ông còn gánh nặng về kinh tế. Thế nhưng trên bàn nhậu chỉ vài lời kích bác, cộng thêm về nhà vài lời cáu gắt, tên điên này đã mất tình người và xuống tay với người vợ hờ của mình. Tối hôm đó, hai người cự cãi qua lại. Chị Liễu cũng chẳng vừa lên dùng dao đe dọa. Nhưng chị không biết rằng Thuật là kẻ thù dai. Gã đã xả giận hết vào cái giây phút đó. Kẻ sát nhân này có lý lịch cụ thể như sau. Tên thật Nguyễn Văn Thuật, sinh năm 1981. Quê quán ngụ xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Thuật vốn là công nhân lao động, là trụ cột kinh tế gia đình. Nhưng người hàng xóm cho biết gã thường đi làm từ 2-3 giờ sáng và trở về nhà vào khoảng 19 giờ tối. Hầu như tuần nào cũng thế, gã và chị Liễu gặp nhau và sống chung với nhau như vợ chồng, nhưng hai người thường xuyên cãi vã qua lại. Trong vài lần ngồi trên bàn nhậu, những người anh em đã khuyên gã bỏ chị Liễu vì nghi ngờ chị có quan hệ tình ái lăng nhăng. Gã điên này cũng chẳng biết phân biệt đúng sai ra sao, cứ nghe càng nhiều gã lại càng điên. Thuật đã nhiều lần về nhà chửi bới và đánh mắng người vợ hở. Sau nhiều lần gây phiền đến hàng xóm, canh vào hôm ấy, gã đã xử lý chị Liễu trong âm thầm. Gây án xong gã con giả mèo khóc chuột, khóc tu tu đến cơ quan công an báo án. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 2, Thuật nhờ người thân trở đến cơ quan công an xã Hàm Hiệp báo án. Tại đây gã đã khai gian dối rằng sau khi hai vợ chồng cãi nhau thì Thuật đã rời khỏi nhà và vào dạng sáng 28 tháng 2 để đi làm và chiều về thì phát hiện ra vụ việc. Công an tiếp nhận vụ án nhưng còn nhiều nghi ngờ nên đã nhanh chóng trực tiếp đến hiện trường vụ án kiểm tra. Tại hiện trường những người hàng xóm đã vây kín, không gian cũng trở nên ngột ngạt hơn. Ngôi nhà vốn đã neo người, giờ nhìn vào chỉ toàn thấy cảnh tan tác. Đồ vật mỗi nơi mỗi mảnh, từ cánh cổng đến những chiếc cửa trong nhà đều được khóa trong. Nhiều người có mặt tại hiện trường đồn đoán rằng đây là một vụ t... Tuy nhiên công an đã đặt ra nhiều giả thiết. Bước đầu cơ quan công an đưa ra những nguyên nhân dẫn đến chị Liễu bị tử vong. Do nguyên nhân bệnh lý, do nguyên nhân quyên sinh hay là do bị sát hại. Tuy nhiên, khi tìm hiểu thông tin từ những người hàng xóm thì biết chị Liễu và anh Thuật không có mâu thuẫn với những người xung quanh, cũng không liên quan đến xã hội đen. Hàng ngày khi tên Thuật đi làm, chị Liễu ở nhà thường tổ chức ăn nhậu với những người hàng xóm xung quanh. Trong khi phía công an đang đặt ra nhiều giả thiết thì bỗng có một phát hiện quan trọng. Tại phòng khách đồ đạc tung tóe, công an phát hiện nhiều mảnh vỡ thủy tinh có dấu hiệu của sự giằng co đặc biệt không có sự mất mát về tài sản đặc biệt trên sàn có vết đỏ lâu còn chưa sạch nạn nhân tử vong trên nệm bên cạnh cũng không có bất cứ vật dụng gì biểu hiện của sự quyên sinh vì thế nguyên nhân tử vong do quyên sinh được loại bỏ tên thuật cũng cho biết chị liễu bị tiền sử bệnh lý giật kinh phong tuy nhiên khi giải phẫu tử thi thì không phát hiện một dấu hiệu bất thường nào sự hoài nghi về nạn nhân tự sát cũng được loại bỏ cùng lúc đó gã thuật bỗng trở nên lươn lẹo với lời khai bất thường Tên thuật khai rằng vào khuya ngày 27 tháng 2, sau khi cự cãi với chị Liễu, gã đã dùng ống nước dài hơn 20cm, đánh trúng cổ, tuy nhiên lúc sau chị Liễu vẫn bình thường đi ngủ. Tại cơ quan công an, thuật còn khai rằng, sau khi tác động chị Liễu, gã đã treo qua cửa sổ để đi làm. Chiều hôm sau, gã lại vào nhà bằng cửa sổ và phát hiện chị Liễu đã tử vong trên giường và gã lại tiếp tục treo qua cửa sổ giả vờ khóc tu tu đi báo công an. Chính lời khai lươn lẹo đã tố cáo kẻ sát nhân này dù là người ngoài khi phát hiện án mạng cũng phải hô hoán dân làng xung quanh chạy tới huống chi là chồng nhưng tên thuật này lại bình tĩnh đến lạ gã vẫn thản nhiên treo cửa đi báo án tuy nhiên vải thưa không che được mắt thánh trong quá trình khám nghiệm tử thi lực lượng kỹ thuật hình sự đã phát hiện phổi của nạn nhân có dấu hiệu xuất huyết do thiếu oxy bước đầu khẳng định nạn nhân tử vong do yếu tố ngoại lực tác động vào vùng cổ tất cả chứng cứ đã tố cáo tội ác của nguyễn văn thuật Thế nhưng tên sát nhân này vẫn không thừa nhận. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, cuối cùng Thuật cũng phải cúi đầu nhận tội. Tên sát nhân này đã dùng dây dù siết chặt khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Bản án cho gã chồng hờ máu lạnh. Ngày 3 tháng 6 năm 2023, sau hơn 4 tháng điều tra nguyên nhân về sự tử vong, đột ngột của chị Lê Thị Thu Liễu, Cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận đã quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Thuật về tội đoạt mạng người. Tại phiên xét xử, thuật tường thuật lại toàn bộ hành vi tàn ác của mình. Gã cho biết nguyên nhân dẫn đến sự ra tay hung ác và đột ngột đó là do mâu thuẫn giữa hai người. Bực tức vì bị chị Liễu chửi bới trước mặt họ hàng quan khách, gã thuật đã gây sự với chị Liễu. Hôm đó hai người đã cự cãi qua lại. Chị Liễu đã cầm một cái ly thủy tinh có quai ném trúng vào đùi trái của thuật, rồi tiếp tục ném bốn đến năm cái ly xuống sân. Gã thuật cũng không nhường để đe dọa chị Liễu gã cũng đã dùng ly ném xuống sân. Tuy nhiên, máu điên trong người đàn bà đã trỗi dậy. Chị Liễu đi xuống bếp lấy dao và dơ lên để đe dọa. Đồng thời, chị còn liên tục dùng những lời lẽ thô tục chửi bới. Tưởng chừng như đã dừng lại, người đàn ông đã nhường người đàn bà. Nhưng thực ra, gã đang ủ mưu vào khoảng 23 giờ 40 phút khi chị Liễu đang ngồi dọn dẹp. Lúc này, bao nhiêu bực tức trong lòng thuật bùng dậy. Gã đã lấy dây dù siết chặt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó gã lo lắng về việc mình đã làm. Gã đàn ông này đã ngụy tạo hiện trường giả trị liễu quyền sinh. Gã vẫn tiếp tục đi làm và khóc tu tu đến cơ quan chức năng báo án. Như thể mình vô tội. Theo tòa, hành vi của Nguyễn Văn Thuật có tính chất côn đồ coi thường tính mạng người khác, nên đã phạm vào tội đoạt mạng người. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, cũng chưa có tiền án tiền sự và bị hại cũng có một phần lỗi, nên đã được áp dụng tinh tiết giảm nhẹ. Kết thúc phiên tòa, tên thuật lĩnh án 15 năm tù giam cùng với số tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân là 499 triệu đồng. Lúc đó mặt gã đã như biến sắc, hai tay cứ khoanh lại, ánh mắt cũng như đang nói lên tiếng lòng. Giờ đây tên đàn ông máu lạnh này phải đối diện với bốn bức tường giam lạnh lẽo suốt 15 năm. Có lẽ gã đã hối hận với thói côn đồ của mình, hối hận vì đã vấp ngã trên chính cuộc tình của mình. Còn về phía gia đình nạn nhân, có lẽ sự mất mát lớn nhất với họ tại thời điểm đó là chị Liễu. Thế nhưng hình phạt của tên thuật và số tiền bồi thường cũng đã một phần nào an ủi. Pháp luật luôn đúng sai rõ ràng, sẽ không để ai thiệt hơn. Hình phạt đề ra luôn xứng đáng với những kẻ có tội. Đó cũng là bài học, đắt giá cho những kẻ suốt ngày dở thói côn đồ hung hãng, coi thường pháp luật. Còn các bạn có suy ngẫm gì về vụ án chồng hợp tệ bạc khóc tu tu báo án và hành trình vạch mặt kẻ bất lương đoạt mạng vợ hở rồi đi báo án này hay không? Bạn muốn về cái đây là về tiểu sử giang hồ, tử tù hai người tiếng nào? cùng để lại bình luận bên dưới cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên bkt